Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho bạn xem. Thì các bạn ơi, thì hôm nay thì Linh cũng lại tiếp tục đi thăm 7 bệnh viện đó các bạn. Thì cũng như cái clip trước á, thì Linh đã cho các bạn xem cái bẫy mới của Linh. Thì Linh đã xong cái clip đó xong rồi Linh sẽ đi đặt mấy cái bẫy đó luôn. Thì Linh không có đặt hết các bạn. Tại vì bẫy mới không biết đặt có nhảy dính nhiều hay không, nên là Linh đây chỉ đặt có mười mấy cái thôi. Thử mà có dính á, thì Linh sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem nha. Thì bây giờ vô tới cái khu vực ở Linh thăm á, thì khá là mệt luôn các bạn. Tại vì xe đó không có chạy vô tới hẳn trong giường được. Xe Linh đậu ngoài lộ rồi Linh phải đi bộ vô nên khá là mệt luôn. Thì bây giờ mà Linh quay mà có dính á, thì Linh sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem nha. Bây giờ Linh mời tất cả các bạn theo Linh nha. Đây thì các bạn ơi, giờ thì cũng khá là tối rồi. Mặt trời đang xuống luôn các bạn, nên tối hôi luôn. Video có mờ thì các bạn thông cảm nha. Thì Linh đã đặt ở đó một cái kìa, thấy chất lớn rồi các bạn ơi. Mặt trời đang xuống. Đây đi thăm mình gom về thì Linh đem theo cái giỏ thôi, mình không có đem gì theo hết các bạn. Đây cái đầu tiên là thấy chất vớt rồi các bạn ơi. Đây là mấy cái bẫy mới của Linh, Linh không có đặt nhiều các bạn ơi. Đặt ít thôi, không biết có nhạy hay không. Tại vì thăm cái đầu tiên là thấy chất vớt rồi nè, thấy không? Đó. Kìa. Có dính kìa các bạn ơi. Để mình bay qua kìa, con miệng bịp bên đó kìa. Trời. Con này nó chết rồi các bạn ơi. Chết ngắt rồi. Chắc đập lâu quá các bạn. Kìa con ốc còn kìa. Đây được một em. Vậy là cái bẫy này cũng có dính các bạn ơi. Đây. Một em miệng bịp. Đó, để mình qua phía bên này. Thường chiều nè Linh phải hâm, Linh tranh thủ chạy đi rất là lẹ luôn các bạn. Để hồi tối đó cái quay video mờ đó các bạn. Các bạn xem nó không có rõ. Cái này chất lớt luôn rồi. Nên Linh rất là tranh thủ làm lẹ các bạn ơi. Mặt trời xuống luôn là tối hôi luôn. Trời ơi các bạn thấy không, mình á, mình sợ cái bẫy này là như vậy nè. Nè tại vì mình để cái con ốc ở đây rồi các bạn, để trong đây thì nãy nó bò ra đây luôn nè, nên mình bịp ví dụ nó xuống ăn thì nó mổ con ốc ở ngoài, không có mổ trong bẫy. Bởi vì Linh phải nghiên cứu cái bẫy này lại mới được, chắc phải chế thêm cái gì đó nữa các bạn ơi, chứ kiểu này là thua rồi. Tại vì con ốc nó bò ra nè, bò ra thì nó mổ đâu có dính đâu. Nên Linh tôi Linh nghĩ vậy á, Linh không có dám đặt hết 40 mấy cái đó các bạn. Linh chỉ đặt 10 mấy cái thôi, đặt hết đặt mệt mà nó không dính nữa thì công sức mình bỏ ra thì hơi phí á các bạn. Nên Linh chỉ trải nghiệm 10 mấy cái thôi. Đi tiếp các bạn ơi. Kìa. Đây dính nè các bạn ơi. Ôi. Trời, con này dính cái giò các bạn ơi. Con này dính cái giò không phải dính cái đậu. Nè. Con này dính cái giò các bạn ơi. Trời, ngộ ha. Dạ, cái bẫy này nó đi lên tới nó đập vô cái giò các bạn. Dính cái giò. Cái giò không phải cái đầu này, con mày bịp nó còn sống nè. Nó nhảy. Như con chuột lột luôn. Đây. Một em nữa. Nó vô các bạn ơi. Tiếp. Đặt mà mình cứ quên mà hai ta ở bên đây hình như còn cái nữa vậy nè. Đúng rồi. Trong đây nè.
nó cứ bò tùm lum hết trơn em ơi. Kiểu này mình thấy là thất bại rồi. Bẫy này nó nhạy chứ nó chắc thiệt, nhưng mà mình phải chế lại cái chỗ để mồi các bạn ơi. Rồi giờ mình đi qua bài ra này. Biệt chứ, lấy mấy cái bẫy thì giận rồi luôn. Ok, giờ mình qua tiếp mấy bên kia các bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình vô trong đó mình thăm hai cái nữa các bạn. Thì mình nghe cái con gì nó kêu trong đó, không biết con gì hết các bạn ơi. Phải vô luôn qua qua cái cỏ bắc nữa. Cây nó nhúc nhích tới trống kìa. Cái bẫy nó mất tiêu. Đó. Đó, cái con gì kìa các bạn ơi. Con gì kìa. Này, con mèo hả, con trộm gấp tay. Sao mình dám bắt nó các bạn. Ôi nãy mình đi mình không đem theo cái dao gì hết trơn rồi. Thôi, lần đầu tiên mình bẫy mà dính cái kiểu này luôn á các bạn ơi. Ôi các bạn biết con này con gì không? Cho nó dướng nó gói tùm lum hết trơn rồi sao gỡ ta. Mấy cái con này nó có cắn không nữa. Thấy ghê quá các bạn ơi. Lấy con này con trồn không ta. Cái này đâu phải con mèo đâu. Thấy con không? Thôi giờ tim mình đập hình thịt luôn rồi các bạn ơi. Ok, nó dòm lên kìa. Cái này là nó chạy ngang nó trúng chứ không phải nó ăn con ốc đâu các bạn ơi. Bây giờ sao rồi đem nó về trời, còn mấy cái bẫy nữa mình chưa có hâm nữa. Ôi. Bé kìa, giờ mặt nó ngừ kìa. Ngừ kìa. Bây giờ sao? Hồi mình đem cái con này về mình. Mình hỏi cậu mình coi cái con này là cái con gì nha các bạn. Để mình quay gần cho bạn xem nè. Bây giờ mình kìa. Ghê quá các bạn ơi. Thì bây giờ mình không biết xử lý sao luôn, không biết sao kinh nó về nữa nè các bạn ơi. Con mèo nó đâu có vậy đâu. Ủa, bạn kìa. Bạn coi kìa. Bạn gần lại cho bạn xem nha. Nãy đem theo cái dao là được rồi các bạn ơi. Thất bại quá.
Ok, và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho các bạn xem. Thì các bạn ơi, thì cũng như cái clip trước Linh đã đăng á, thì Linh đi bẫy bịp bịp, nhưng mà Linh đã bẫy được chính được cái con mèo gừng đó các bạn. Thì Linh đã bắt nó về nhà, nhưng mà mình đã suy nghĩ rồi, mình tại vì lúc đó mình không biết cái con gì á các bạn, nên Linh cũng hơi bối rối, Linh không biết cái bắt được cái con gì, nên Linh cũng gung, với lại lúc đó cũng không biết xử lý sao hết, nên đã bắt nó về nhà. Xong rồi mình hỏi cô dì chú bác này kia, rồi xong rồi lên YouTube tìm hiểu thì mới biết đó là cái đó là cái con mèo gừng nha các bạn. Thì cái con này thì cũng hơi quý hiếm, nên với lại cái con mèo này còn nhỏ, nó mình bẫy lại tại vì á, mình cái á, mình bẫy á, là mình bẫy bìm bịp chứ không phải là mình bẫy cái con mèo gừng này. Tại vì cái con mèo gừng này nó vô tình nó chạy ngang cái bẫy của mình, nên đã đập dính hai cái chân nó, nên dính lại nên mình mới bắt được nó. Thì xong thì con mèo thì bây giờ mình đã bỏ trong cái bao này các bạn. Thì Linh đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, Linh không có làm thịt cái con mèo này, cũng không đem đi bán, cũng không có cho người này người kia làm thịt nó. Thì bây giờ Linh đã quyết định đó là Linh sẽ đi thả nó về cái chỗ mà Linh đã đặt nó nha các bạn. Thì đã bẫy dính nó, thì từ nhà Linh chạy vô trong đó thì cũng khoảng 10 phút. Thì bây giờ các bạn theo Linh chạy vô ở trong cái chỗ mà Linh đã bẫy dính con mèo để thả nó về với thiên nhiên nha các bạn. Thì để cho nó, hiện tại thì hai cái chân nó cũng bị hương, hồi chiều Linh đã coi kỹ rồi, hai cái chân nó bị hương mà nó cũng không có nặng lắm, nhưng mà thì chắc cũng khoảng 4-5 ngày thì nó sẽ khỏe rồi thôi. Thì bây giờ mình các bạn theo Linh để thả con mèo này nha. Đây các bạn ơi, thì cũng khá là lâu rồi Linh cũng không có quay clip mà ban đêm như vậy đó các bạn. Đây con mèo đang ở trong đây. Tại vì các bạn biết sao, mình đi ban đêm vô hồi chiều mình bẫy về rồi á, rồi cái tại vì ngày mai á mình phải đi làm sớm nữa, mình không có thời gian để đi thả con mèo, nên mình phải bắt buộc mình phải làm ngay ở trong đêm luôn các bạn ơi. Tại vì mai khoảng 5 giờ rưỡi sáng rồi mình đi làm rồi, mình không có thời gian. Tại vì mình đi làm rồi thì mình không có về nhà nữa, khoảng 1 tuần 2 tuần mình mới về nhà một lần. Nên mình đem con mèo này mình đi thả liền luôn các bạn ơi. Tranh thủ để mai mình đi làm sớm cho nó khỏe, mình khỏi có đi bắt con mèo đi thả nữa. Đây, cái chỗ mà hồi chiều mình bẫy dính là nó ở trong cái lâm này nè các bạn. Thì mình sẽ lợi ngay thẳng ngay cái chỗ mà hồi chiều mình bẫy dính luôn. Chiều mình đi bẫy thì mình gặp ông nội mình đặt trúng ở trên thốt trên kia đó các bạn. Không biết sáng nay ông nội mình hầm có dính không. Tối rồi nên mình phải mang cũng đồ vô. Đây cái chỗ hồi chiều mình đi hầm bẫy được kìa. Nước lên quá trời các bạn ơi. Đây hồi chiều mình nè, phải dính ở trong đó đó các bạn. Đi nhẹ nhẹ cái giò các bạn. Đây thì là cái chỗ hồi chiều mình đã hầm dính cái con mèo gừng này nè các bạn. Thì bây giờ mình thả nó về thiên nhiên nha các bạn. Hy vọng là mày mau khỏe hai cái chân lại nha. Nếu gặp tao đi bẫy bìm bịp thì đừng có chạy ngang cái bẫy tao nữa. Đó, thấy nó dễ thương ghê không các bạn. Đây, bây giờ mình thả nó ra nha các bạn. Đó, để nhốt nó trong bao thấy nó buồn buồn sao, chứ hồi chiều nó còn tươi lắm các bạn. Đi về với thiên nhiên đi. Đó, đó nó còn chạy được kìa các bạn. Rồi, bye bye mày nha.
kén hết hết bệnh hai cái chân nha. Đó đó đó. Kìa đó đó đó. Nó rút vô chổng rồi các bạn ơi. Rồi về với bố mẹ mày đi nha. Rồi. Giờ mình đem cái bao về thôi các bạn ơi. Ok thì bây giờ mình đã thả hai con mèo gần rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình về mình tắm rửa ăn cơm này kia các kiểu. Bù hồng không? Tắm rửa ăn cơm này kia các kiểu xong rồi tranh thủ edit video cho tất cả các bạn xem. Rồi xong rồi mình sẽ ngủ sớm dưỡng sức để ngày mai mình làm tiếp các bạn ơi. Thì hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Các bạn thấy clip của Linh hay thì các bạn nhớ cho Linh một like, một subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho Linh nha để Linh có động lực Linh ra thêm nhiều video về săn bắt hay này kia các kiểu cho tất cả các bạn xem nha. Hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Bye tất cả các bạn.